Và dạng sáng ngày 27 tháng 6, một vụ cháy nhà xảy ra tại địa bàn của phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, khiến 4 người trong gia đình mắc kẹt. Nhưng may mắn, cả 4 người đã được lực lượng chức năng cứu thoát. Theo đó, vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng, công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 103, phố 8 tháng 3 của phường Quỳnh Mai. Và trong nhà thì có 4 người mắc kẹt, Hai xe chữa cháy cùng với 15 chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy và triển khai cứu 4 người trong gia đình thoát nạn an toàn. Đến 4 giờ 40 phút sáng thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn và được biết ngọn lửa được xác định lan ra từ bếp của tầng 2 ngôi nhà. Ông Hoàng Tuấn Hoài, chủ nhà cho biết gia đình đã lấy bình chữa cháy để cứu hỏa nhưng bị kẹt lại tại ban công. Sau đó gia đình đã phải gọi điện theo số điện thoại 114.